Các lực lượng công an quản lý thị trường tăng cường nắm bắt, phát hiện, ngăn chặn, điều tra xử lý và hỗ trợ các cơ quan quản lý xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn Đồng Nai. Đồng thời nâng cao trách nhiệm, chất lượng hoạt động kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. Đây là nội dung chính trong kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn năm 2024 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở ngành liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện thành nhằm tạo chuyển biến tích cực trong việc kiểm soát, bảo đảm an toàn thực phẩm trong chuỗi cung ứng thực phẩm. Qua đó bảo vệ quyền lợi người dùng thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Người đứng đầu các địa phương, đơn vị từ cấp tỉnh đến cơ sở phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm trong quản lý an toàn thực phẩm. Các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các cấp tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hậu kiểm về an toàn thực phẩm, đặc biệt ở cấp huyện, cấp xã. Chú trọng thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có tin báo dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc theo chỉ đạo của cấp trên, xử lý nghiêm các vi phạm, kiên quyết không để các cơ sở không đủ điều kiện theo quy định hoạt động, v.v.